Anh sao tới đây vậy? Tới không điện thoại cho anh trước? Em kiếm anh á là có chuyện quan trọng lắm đó, không có chậm trễ được đâu. Gì quan trọng dữ vậy? Đi ra quán đi, ra quán nói chuyện. Tự nhiên thèm cà phê quá. Đi thôi, ra quán. Ra quán không có được đâu, con Như nó thấy được nữa là chết á. Thôi vô nhà nói chuyện đi. Không được, không được. Sao không được? Đang dọn dẹp tùm lum la nó dơ lắm. Bây giờ đi ra quán đi. Ở đây lỡ con Như nó phát hiện ra là chết. Ra quán thì nó sẽ không biết quán nào. Đi quán thì điện thoại cái nhắn tin cái anh tới liền. Nhưng mà đi mà trời ơi, lỡ con Như nó tới là chết á. Đi anh ra liền ha. Nhà bề bộn lắm, tùm lum tà la hết. Nhắn tin cái địa chỉ anh ra liền nha. Rồi đi ra liền nha. Ra liền đó nha. Ra liền anh hứa. Sao? Anh đoán là em có chuyện nghiêm trọng muốn nói với anh đúng không? Mày đó đi. Trước khi tới nhà anh thì em chỉ có một chuyện quan trọng. Nhưng mà sau khi tới nhà anh em có tới hai chuyện quan trọng. Chuyện gì? Vì sao em không nói cái gì đến anh hoài vậy? Anh nói đi. Anh có người khác rồi phải không? Làm gì có. Tại sao anh đối xử với em như vậy chứ? Anh nói không có chuyện đó mà. Em không tin anh sao? Em thấy rõ ràng mà. Em thấy cái gì? Lúc nãy khi em đi qua nhà anh, em thấy một điều mà có lẽ em không nên thấy, mà em cũng không muốn thấy nữa. Em thấy một đôi giày phụ nữ đúng không? Đó là giày của dì Út anh. Tại sao lúc trước anh nói với em gia đình anh chết hết rồi mà? Chết hết luôn hả? Ừ. Dì Út nuôi. Em không có tin. Sao lại không tin anh chứ? Anh có gì mà giấu giếm em đâu. Anh đến với em là thật lòng. Biết làm sao để em tin anh đi. Thôi được rồi, nếu em không tin anh thì chia tay đi. Anh, tôi coi như em tạm tin anh, bỏ qua chuyện đó đi. Giờ em nói với anh chuyện quan trọng thứ hai nè. Chuyện gì? Là chuyện của con Như với con Lan đó. Anh chỉ muốn nghe chuyện của con Như. Còn con Lan thì anh đã có cách đối phó. Con Như nó muốn em mở tài khoản cho nó 2 tỷ đồng. 2 tỷ? Rồi sao? Em có mở không? Em cũng chưa biết tính làm sao nữa. Giờ này em kêu réo cái gì không biết, nhậu nhẹt suốt ngày. Sắp tới là cũng 100 ngày chồng em đúng không? Ừ, đúng rồi. Bằng mọi giá phải kêu con Lan về nhà cúng chú của nó trong ngày hôm đó. Đây sẽ là cơ hội ngàn năm có một. Như nè, hôm nay là ngày thứ bảy rồi đó. Nếu như má không có gì cho con thì má ra ngoài đi. Nè, cái này của con nè. Bao nhiêu tiền trong đây?
2 tỷ đó, đúng như con yêu cầu đó. Con tính đi đâu vậy? Đi kiểm tra có đúng là như vậy không? Như à, con có cần phải làm vậy không? Con không tin má sao con? Nè, chú xe ôm, chú chờ tôi chút xíu nha. Lan. Ủa, Thím? Ừ, Thím gọi điện thoại cho con Yến. Nó nói là nó ở dưới quê, còn con á thì đang ở nhà. Cho nên á, Thím qua Thím tìm con đó. Con, dạ. Thím tìm con có chuyện gì không Thím? Con à, chủ nhật này á là đám cưới 100 ngày của chú con đó. Con qua cúng chú con nha. Mới đây mà chú mất được 100 ngày rồi hả Thím? Ừ, chủ nhật này cúng đó con. Dạ, vậy để có gì chủ nhật con qua. Vậy chủ nhật con nhớ tối 7 giờ con qua nha. Phải đúng 7 giờ hả Thím? Ừ, đúng rồi, tại vì thầy cúng nói vậy đó mà. Dạ, thôi được rồi, để con cố gắng sắp xếp qua đúng 7 giờ Thím. Ừ, ừ. Dạ. Vậy thôi con đi học đi. Con đi. Ừ. Anh hả? Anh nhớ đó nha. Con Như á, nó 6 giờ 30 nó học theo anh Văn. Nhớ nha, em lo lắm đó. You, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my Như đâu rồi Thím? Em nó đi học thêm anh Văn rồi con à. Sao em Như không ở nhà phụ Thím cúng chú nữa? Chút em đi học về á rồi em cúng sao. Dạ. Nhưng mà sao con thấy nhà mình
chưa có chuẩn bị gì để cúng. Tại vì nãy thím dặn con là qua đúng 7 giờ để cúng rồi chứ. Chắc tại ông thầy ông kẹt công việc ông qua trễ đó mà. Mà hồi trưa thím có cúng rồi. Bây giờ trong gia đình mình thắp nhang thôi. Bây giờ con ngồi đây nha. Thím xuống lấy nước cho con uống nha. Dạ thôi được rồi thím. Thôi được mà, để thím lấy nước nha. Dạ, cảm ơn thím. Nước đây ta. Thím có cần con xuống dưới đó phụ gì không? Không có con. Thím cũng làm xong hết rồi. Uống nước đi con. Dạ, không ấy để con lên thắp nhang cho chú trước. Dạ, con xin lỗi thím. Thôi không sao đâu con, không sao đâu. Ngồi đây đi, để thím đi lấy nước khác nha con. Dạ thôi để con xuống con lấy, con sao yếu. Không sao đâu, để thím lấy. Ngồi đó đi con, ướt hết rồi. Ngồi đó đi, để thím lấy cho nha. Sao rồi? Trời ơi, nó không có mê, nó lập đổ ly nước hết trơn rồi. Đổ ly nước? Bao nhiêu cái thuốc là em bỏ vô ly đó hết rồi hả? Đúng rồi. Bây giờ làm sao? Mai là anh lường trước được việc này. Gì? Còn gói nữa. Đúng là anh tính toán quá là kỹ lưỡng à. Làm đổ nước. Mày đổ một ly, tao có một gói. Mày đổ 10 ly, tao có 10 gói. Thím ơi thím. Thím cần ông xuống phụ gì không thím? Được rồi con, thím sắp xong rồi con. Không sao đâu. Ơi sao? Vô đây, ngồi hay đây. Ai ngồi đây, giờ con ngồi đây. Chú ăn đi chú. Thôi con ăn đi. Nè. Dạ. Bữa nay thôi đó nghe. Chứ kể từ ngày mai á, không có được mà vừa tập thể dục xong á, mà chưa kịp ăn sáng á, mà đi ăn kem rồi nha. Dạ. Con á, biết hiếu thảo như vậy á, với cha với mẹ người lớn à, phải biết lễ phép, biết chưa? Dạ, và phải lễ phép với kính trọng với người lớn. Và chú cái câu đó chú dạy con hoài à. Giỏi. Con biết rồi mà, lần nào ba la đây ba chẳng nói gì chứ. Còn nữa nè, mình phải biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, đúng không ba? Giỏi. Hay nữa, hiếu thảo với người lớn, ông bà cha mẹ nghe chưa, nhớ nha. Nè, thôi, hai đứa ăn đi, về còn lo ăn sáng. Hôm nay, ba sẽ dẫn tụi con đi thảo cầm viên. Hai đứa có chịu không? Ba, thích quá, con được đi coi thú nữa rồi. Chào thím hơi lâu hả? Dạ. Uống nước đi con. Con bất cẩn quá. Làm đổ nước rồi bắt thím phải đi lấy nữa. Thôi, không có sao. Thôi thím uống đi. Tại vì thím đi lên đi xuống nãy giờ mệt. Con không uống đâu. Trời ơi, con biết hồi nãy thím xuống bếp á, thím uống một ly to như vậy nè. Tại hồi sáng giờ thím cũng khát nước mà thím không có uống đó. Nè, bây giờ á con cứ uống đi. Con đi đường á cũng khát nước rồi. Với lại uống một miếng cho nó mát con à. Ha. Dạ. Thêm miếng nữa đi con. Thím thấy con nóng lắm á, khô môi rồi đó. Uống nhiều nước cho nó tốt con à. Ha. Con sợ uống nhiều quá rồi hồi no không có ăn được cái gì nữa. Không có sao đâu, uống nước nhiều nó tốt cho cơ thể mình, không có sao đâu con.
Uống hết đi con. Bữa nay thím muốn bàn với con một việc quan trọng, có liên quan đến số tiền mà cha mẹ con để lại đó. Để thím lên lầu lấy giấy tờ, con ngồi đây chờ thím nha. Dạ. Như vậy là mình xác nhận được số tiền 2 tỷ đồng của cha mẹ mình rồi. Mình sẽ làm gì đây? Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có số tiền lớn như vậy. Mình sẽ mua nhà, hay là gửi ngân hàng, hay là gửi lại cho thím giữ giùm. Sao không có đổ nữa chứ? Không, nó tiêu rồi. Kỳ này nó chết chắc. Vậy là bây giờ mình sẽ thực hiện theo đúng trình tự kế hoạch của anh. Nè, anh yên tâm đi, cái công đoạn còn lại không quá khó với em đâu. Đi, mình đi đi. Đây là giấy tờ mà cha mẹ con để lại cho chú con. Trong đây nó có ghi rõ số tiền là 2 tỷ đồng đó. Dạ. Thím lấy ra cho con coi nè. Rồi ngày mai thứ hai thím với con đi ra ngân hàng ký giấy, rồi thím sẽ chuyển cái số tiền 2 tỷ đồng này cho con nha. Ủa? À, con làm sao vậy? Con không biết, tự nhiên sao con nhức đầu quá. Hả? Vậy con đọc được không? Con Lan ơi, con làm sao vậy? Chán quá mày ơi. À, hay đi uống nước xong rồi mình đi coi phim đi. Thôi, tao muốn hôm nay tao làm con ngoan một bữa. Trời ơi, cái người ngồi trước mặt tôi có phải như của ngày hôm qua không dạ? Mày nói tao hết hồn luôn á. Không đi coi phim thì hay mình đi bar đi. Tao nói tao không khỏe, thôi để mai đi. Mai mình đi học xong á, rồi đi ăn tối, rồi đi chơi luôn. Hôm nay mình uống nước ở đây nghe nhạc là được rồi. Sao hôm nay mày lạ vậy? Không làm gì. Bây giờ mà về nhà á, chán muốn chết đi. Lan chắc là giờ đang khóc, chắc nó hận em dữ lắm. Em biết rồi. Nhớ chứ, sao không nhớ? Vậy hả? Hả? Cái gì? Đâu? Em nói gì? Khoan, alo. Đang nói chuyện tắt máy vậy? Nếu má không có điều gì giấu con á, thì má đã không cúp máy đột ngột vậy rồi. Thì má... Má sao... Cái gì vậy con? Sao vậy? Đau quá. Chết rồi, ngồi qua đây, ngồi đi. Má coi coi. Đi chả máu rồi. Ủa vậy đau quá. Sao nhà không ai dọn dẹp vậy má? Má không bắt máy. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao?
tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Sao vậy Lan? Lan! Bị gì? Lan! Lan! Tại sao người ta lại đối xử với Lan như vậy chứ? Nín đi Lan! Lan! Có chuyện gì vậy Lan? Yến ơi! Chắc Lan chết quá! Em mất hết rồi! Bình tĩnh, Yến cũng không biết phải nói sao về chuyện của Lan hết. Nhưng mà bà ta thiệt là quá đáng. Alo, sao nãy đang nói chuyện tự nhiên tắt máy vậy? Anh gọi lại mấy lần cũng không được. Em đang nói chuyện thì con Như nó về. Sao nó lại về giờ này? Mình mà trễ một chút quá là nó bắt gặp hết rồi đó. Ồ. Ừ, thôi mai em gọi nha. Mình tìm chỗ kín đáo rồi mình bàn công chuyện. Ok cưng, ngủ ngon nha. Bye anh. Con nghĩ sao vậy con? Con ngây thơ quá à. Con tưởng con lấy được số tiền 2 tỷ đồng trong tay của Thiếm hả con? Con nằm mơ đi. Ủa? À, con tỉnh rồi hả? Có chuyện gì vậy Thiếm? À, không có chuyện gì. À, con về đi. Ủa, tự nhiên tay chân con dính mật tùm lum á. Cái đầu của nó cũng ê ẩm nữa. Ờ, Thiếp. Vậy ngày mai á, mấy giờ mình hẹn với lại luật sư ra ngân hàng vậy Thiếp? con nết quá Lan à. Thiếp nói gì vậy con không hiểu. Con mới vừa lăn tay để tặng cho Thiếp 2 tỷ đồng đó. Thiếp nói cái gì? Không thể nào chính con lăn tay để mà tặng cho Thiếm số tiền đó được. Con cũng thông minh lắm đó. Là Thiếm đã gạt con. Thiếm đã cho con uống thuốc để mà dụ con lăn tay. Thiếm gạt con đúng không? Chứ đâu có lý nào tự tin Thiếm lại đàng hoàng với con vậy hả con? Tại sao bà lại gạt tôi? Tại sao bà lại gạt tôi? Thì vậy nó đâu? Thiếm đưa lại vậy cho tôi. Vẽ đi! Con à, con ngây thơ quá đi. Thiếm đâu có dạy gì mà để tờ giấy đó đây cho con quỷ đó hả? Thiếm cất rồi. Đúng là đồng ý mà! Tại sao có thể làm như vậy? Tại sao có thể dụ số tiền ngoài này để gạt tôi? Cho tôi uống thuốc mê để đưa gạt tôi lên tay. Rồi cướp lấy số tiền 2 tỷ của tôi. Đủ rồi đó. Nói như vậy đủ rồi đó. Giờ mày đi về đi. Đừng có để tao đuổi. Nghe chưa? Mày là người có học, mày hiểu biết mà. Mày biết đi. Thật là chết rồi em. Hãy
Lan, bình tĩnh đi Lan. Mình sẽ tìm ra cách thôi. Hay là bây giờ mình đi báo công an đi. Làm sao được chứ. Bà ta đã dụ Lan ký vô giấy tờ rồi. Đâu có còn gì đưa cho công an đâu. Thì công an lấy gì mà tin mình nữa. Bà ta dụ Lan ký, đúng không? Chứ Lan đâu phải tự nguyện ký đâu. Như vậy là bà ta sai. Lan, Yến có cách này nè. Lan thử coi được không? Ta nói không có ngờ mình chiếm được 2 tỷ đồng của con Lan một cách quá là đơn giản như vậy đó. Thiệt là thích. Ủa, ai mà tới giờ này vậy cả? Ha, là mày hả? Ủa, mày đi đâu nữa đây? Tôi đến đây để gặp bà đó. Gặp tao để làm cái gì? Bà, tao á là không có chuyện gì nói với mày hết á. Mày biến đi. Bà phải trả lại tiền của tôi. Ủa, ha, tiền gì vậy ta? Ủa, tiền gì mà tôi không biết vậy ta? Bà thật là quá đáng mà. Bà đừng có vội đắc ý. Tôi đã khởi kiện, nhờ luật sư khởi kiện bà rồi. Bà bị khởi tố hả? Người ta nói bà chiếm đoạt tài sản, bà sẽ bị ở tù đó. Mày hù tao đó hả? Để rồi bà coi. Mày coi lại mày đi. Tiền á không có mà ăn. Biết nè nè, người hổ thẹn chính là mày. Bị ta giật hết trơn tiền rồi mà còn đứng ở đó là lạc lại sớm nữa. Tao nói cho mày nghe, tao là người lịch sự, tao không có muốn đuổi ai hết. Nhưng mà mày có ăn có học, tao nói vậy mày hiểu rồi ha? Hiểu không? Hử? Bà chờ đó. Hey!
À, cái vụ đó sao rồi? Em cứ yên tâm, anh sẽ không để cho em thất vọng đâu. Mà em muốn biết kết quả. Alo. Chờ một chút. Đúng 8 giờ rưỡi sáng mai tới chỗ cũ nhận tiền. Kết quả của câu chuyện vừa thể hiện trong điện thoại của anh rồi đó hả? Em hài lòng rồi chứ? Ừ. Em gọi nước đi. Em ơi, cho chị một ly cam vắt nha. Bị gì vậy? Lan! Tại sao Lan lại bị như vậy? Lan không biết nữa. Nó như là... Tự nhiên Lan đang để lắm bị người ta đánh. Nhưng mà Lan có biết ai làm không? Lan không có biết. Lan không biết tại sao tự nhiên người ta lại đánh Lan như vậy nữa. Lan đâu có gây thù chú quát với ai đâu. Là bà Lý đúng không Lan? Chứ là không đâu. Đó là nguyên một đám giang hồ. Mà mấy người đó còn đã làm nhục Lan nữa. Nhưng mà tại sao người ta lại làm như vậy chứ? Trời ơi, Lan không biết. Lan cũng đang hỏi là tại sao có người lại đánh Lan như vậy. Lan không biết. Alo, có người muốn gặp Lan nè. Gì vậy? Em không biết nữa. Alo, Lan nghe. Tối hôm qua em gọi điện cho con Lan. Yeah. Vậy nó có nói gì không? Nó mà dám nói gì, chỉ biết ngậm miệng thôi. Mà chắc là nó tức em dữ lắm đó. Mà thiệt là hả dạ hết sức luôn á. Cái này tính ra cũng lì là mưu mô lắm. Nhưng nếu so với anh thì nó chỉ là để cùng ranh. Trận đòn đó là em muốn cho nó một bài học đó mà. Sau này anh hết dám láo cá với em. Cái đồ con nít ranh. Trứng mà dám chọi với đá đúng không? Bảo đảm nó sẽ tưởng tới già lần sau không dám nữa đâu. Mà anh ơi, sao anh quen nhiều băng đảng giang hồ quá vậy? Làm ăn mà em, phải có mối quan hệ chứ. Đối với anh thì như đó nhầm nhòi. Anh muốn bao nhiêu là chẳng có, chỉ cần thêm một tiếng. Anh hay quá ha. Em, mình ăn mừng chiến thắng ở đâu đây? Chỗ cũ đi. Quy định vậy nha. Ok. Chỉ còn lại chúng ta trong thế giới riêng của mình. Lan. Cảm ơn Yến. Đừng có buồn nữa mà Lan. Nếu Yến là Lan, Yến có buồn không? Yến mà là Lan hả? Yến không có để cho bà Lý sống yên đâu. Yến liều chết cho bả luôn á. Nhưng mà Lan lại không có đủ can đảm để làm cái chuyện đó.
Tại Yến tức quay mới nói vậy thôi. Chứ như vậy cũng phải khách hay. Không thể nào hiểu được tại sao trong xã hội này mà lại có một loại người nham hiểm độc ác giống như thím của Lan vậy chứ. Lan không ngờ bà ta lại hành xử theo kiểu chợ búa như vậy nữa. Bà ta đâu có còn coi Lan là cháu đâu. Lan cứ tưởng là bà ta đã thay đổi, thương Lan. Nhưng lần này bà ta tốt với Lan là có mục đích. Mà cũng tại Yến hết. Tự nhiên như không Yến lại xúi Lan đi hù bả là mình sẽ kiện luật sư, rồi còn dán giấy bêu rế bả tùm lum nữa. Bởi vậy thôi Yến đừng có nghĩ như vậy. Cũng tại vì Yến lo cho Lan thôi. Yến muốn tốt cho Lan mà. Lan, cái số tiền đó nhất định Lan phải đòi lại. Không phải là tại vì Lan tham tiền hay cái gì, nhưng mà cái đó là tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ Lan. Mình phải đòi lại số tiền, chỉ cho mọi người thấy bà ta là một người nham hiểm như thế nào. Biết là như vậy, nhưng mà thật tình Lan không biết còn cách nào để lấy lại số tiền đó hết á. Lan cần phải có thời gian. Lan đòi và buộc bà ta phải trả lại tiền cho Lan. Chắc chắn phải như vậy. Lan sẽ không bao giờ hà thứ cho bà ta đâu. Cưng quá đi. Làm sao mà tôi có thể bỏ được đây trời. Anh này. Ai vậy? Mới đây mà dọn phòng gì? Chưa có cần dọn phòng. Từ từ đi, chừng nào cần tôi gọi. Để làm. Nói đàng hoàng không nghe hả? Không phải là gì? Để làm. Nói đàng hoàng không nghe hả? Đã nói là chưa. Ê, trời ơi. Giống như vậy đâu à? Trời ơi. Anh ơi, anh ơi. Xin lỗi anh. Xin lỗi nha. Nhà nhà người. Đi ra. Mày đứng lại. Trời ơi ơi. Xin lỗi. Mày nói gì vậy? Nó đánh lộn người. Đánh lộn người hả? Tôi về mà nó nghĩ cho nó lộn với ai vậy? Trời đất ơi, cái thằng nãy giờ thằng tưởng cái chuyện gì không? Mày ngồi mà đứng lại đây. Mày chỉ là dỗ đánh lộn thôi. Mày có đánh trúng được không? Anh ơi. Mày ngồi quay lại đây nè. Anh thôi bỏ đi mà. Không có bỏ phải làm cho ra lẽ chứ. Đi. Làm sao nhịn được chuyện này? Vô đây, ta đi rồi. Thôi bỏ đi mà. Đi. Vô đây đi. Bạn nó đi rồi đó. Bỏ. Trời ơi. Cái gì máu không vậy nè? Đây, ngồi đây coi. Trời ơi, có bị gì không? Coi coi. Nó cứng cứng cái hàm dưới rồi. Bị dập môi rồi. Thôi để em bù cho anh nha. Thôi, hợp hứng. Lan. Ủa, Trung. Lan có chuyện gì buồn hả? Nói chung mày hỏi như vậy. Ánh mắt của Lan đã nói lên điều đó. Có chuyện gì nói đi, chung chia sẻ được không? Ngồi đi. Cũng đâu có gì đâu. Chung đừng có quá bận tâm với lại tới Lan như vậy. Ủa? Mà Dũng đâu? Sao không thấy đi chung? Dũng nó bận công việc rồi Lan. Tội nghiệp nó. Hoàn cảnh của thằng Dũng thì chắc Lan cũng đã biết rồi. Nó rất là ham học, nhưng mà có đôi lúc cũng vì hoàn cảnh cho nên nó phải xin nghỉ học để đi làm kiếm tiền.
mà thôi. Bỏ chuyện Dũng qua một bên đi. Lan có chuyện gì buồn hả? Nói tôi nghe đi. Đã nói là không có gì rồi mà. Chúng đừng có lo. Ơi. Em coi coi. Trời ơi, cái gì vậy? Em xin lỗi, em xin lỗi. Đúng là xui thiệt mà. Cũng may á là anh không có sao. Về về nhà cho rồi đi. Vô khách sạn chi dướng cục nợ này. Thiệt tình. Cha nội đó, phòng nào không vô lại vô lộn phòng mình. Đúng là xui rủi nó vậy đó anh à. Cái tối nay em ở lại đây đi. Đền cho anh cái vụ nãy còn gian dở. Ý, đâu có được. Em phải về nhà với con Như chứ. Thôi lần khác nha. Mở miệng ra là Như. Phải rồi. Chỉ có nó mới là người thân của em thôi. Tôi chỉ là người dân nước lã thôi, quan tâm làm cái gì. Anh đừng có nói vậy mà. Em yêu anh như thế nào á, chắc anh là người hiểu rõ nhất mà. Nè, vụ Lan xong lâu rồi, sao không thấy thưởng gì cho anh vậy? Thì hồi nãy thưởng rồi đó. Nhưng mà có điều chưa có trọn vẹn thôi mà. Chuyện đó khác. Chuyện đó là chuyện hẳn nhiên. Nó phải thường xuyên hơn nữa kìa. Còn ý anh nói thưởng ở đây là... À, là tiền hả? Chỉ có em mới hiểu được anh. Nè, anh muốn bao nhiêu? Anh nói đi. Sao lại bắt anh phải nói? Thì... 100 triệu được không? 100 triệu? Ừ. Anh nghĩ ít nhất cũng phải là một nửa. 1 tỷ hả? Không xứng đáng sao? Không được đâu. Em mới mở tài khoản cho con Như 2 tỷ rồi. Thôi anh cầm 100 triệu đi nha. Anh chỉ nghĩ là nếu không có anh thì liệu... em có cầm được 2 tỷ đó không? Em biết mà. Nhưng mà em cũng có đưa anh nhiều lần rồi. Thôi, anh cầm đỡ 100 triệu đi. Sau này á, nếu anh cần tiền á, anh nói cho em biết nha. Thôi sao không được. Em coi coi. Mọi chuyện này vậy đó Trung. Thì ra là vậy. Tội nghiệp cho Lan quá. Mà cái chuyện đời tư này kia của nó, Lan chỉ tâm sự với con mình Yến à. Nên Trung hiểu mà. Yến yên tâm đi, Trung sẽ giữ bí mật mà không nói ai biết đâu. Tại vì biết sao không, mấy nay á, Yến thấy Lan giống kiểu buồn này kia, sợ như Lan nghĩ quẩn, rồi cái làm chuyện dại dột, Yến không biết phải làm sao á. Ê, cho cái trà đá đi. Trời đất ơi, ăn bận kiểu gì vậy ông nội? Mày đi làm thì ăn mặc kiểu này không nói. Bình thường ăn mặc lịch sự đàng hoàng tao, tao nói mày hoài. Ăn mặc người không ra người, quỷ không ra quỷ, ma không ra ma, không biết mày giống con gì thiệt mày luôn. Dạ ông nội, con là bốc giá, chứ không phải là con là công tử. Con ăn mặc như vậy, hiểu không? Mà tao nói nè, có nhiều người ăn mặc đẹp á, cũng không giống giống con người. Ai? Mày á. Ê, mày giống con Dượng. Đừng vô duyên nha mày. Thôi mà, hai người đừng có tranh luận như này nữa. Trời ơi, tôi với ổng là vậy đó. Không có chọc nhau, không có chửi nhau, ăn cơm có vô. Đúng rồi, chửi nhau vậy thôi chứ bỏ hết à, chứ không có giận hờn vậy đó. Đúng không, quỷ? Quỷ, dạ. Quỷ, quỷ. Tôi thấy Trung nó đúng với bộ, tự nhiên ông càm ràm nên thấy lạ thôi. Bữa nay sao tự nhiên bà lại có cái ý tưởng đó là sao? Ý tưởng gì? Tôi là bóc giá, ăn mặc vậy là được rồi. Bây giờ mày nói chuyện mày ngồi im cùng tao đi. Ờ. Ừ, nói chuyện mày nhảy mình qua đây mày ngồi hay gì? Đợi tao. Thôi, nói cho nghe cái này nè. Thôi khỏi không? Khỏi không? Tâm lý của hai bạn mà nhúng cái đầu vô thổi thổi là tôi biết mấy bạn muốn nói cái gì rồi. Đưa ba. Trời, vậy chứ sao, chị của Lan đúng không? Vậy? Sao biết? Đón thôi. Em nói nghe nè, hồi bữa giờ đó, tôi thấy bà Lan buồn buồn, tôi cũng nghi nghi rồi.
nghi là có cái chuyện gì đó nó xảy ra. Nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì người ta sẽ không buồn, mà người ta buồn thì có cái chuyện gì đó nó sẽ xảy ra. Nếu mà xảy ra thì người ta sẽ buồn. Bây giờ ông nghe không? Nghe tôi kể không? Thôi bà kể tôi nghe đi, cứ đón hoài mà. Nếu mày muốn nói mày qua bà em kia mình ngồi mình nói câu đó đi. Câu nó hoài. Trời ơi, tưởng cái chuyện gì. Cái chuyện đó là sao vậy? Chuyện nói từ nãy giờ mày cũng không hiểu gì luôn hả? Mày nói mày nhai nhai không tao hiểu gì. Mà thôi được rồi, tao biết rồi. Để tao ngồi chờ. Đâu hả? Đâu hả? Ê, Vũ. Ở đâu vậy Trung? Ý kiến hỏi Trung, Trung biết hỏi ai? Con người gì quyền bí vậy? Ôi trời ơi, hơi đâu quan tâm tới nó, thấy cái mặt nó đâu? Thấy cái mặt nó lúc nào cũng cõi trên không à. Mà nó nói chuyện là cõi dưới không á. Không biết sao sống cõi giữa này á. Tôi biết nè, ổng cõi nào chứa ổng được hết á. Chắc vậy, nó quyền bí lắm, nó còn nhiều cái lạ lắm. Yến khám phá đi, nó hay lắm, con người nó hay lắm. Rồi, thôi đợi ổng đi. Lan ơi, Lan. Lan ơi, có nhà không Lan? Ai vậy? Dũng đẹp trai. Ủa, Dũng? À. Qua đây làm chi vậy? Có chuyện gì hả? Có đâu, tôi qua tôi thấy bà buồn. Rồi tôi nghe cái chuyện gì mà bà thím mà gì lấy bà 2 tỷ gì đó, tôi tức tôi chạy qua nè. Tôi hỏi ra làm sao? Ủa, là chuyện đó hả? Ừ. Mà sao Dũng biết vậy? Thì Trung với Yến nói tôi nghe, dặn đừng nói cho bà nghe. Mà tôi thấy bạn bè không nói cho bà nghe, tôi hổ thẹn với lòng. Tôi qua tôi nhiều chuyện với bà đó. Cảm ơn Dũng đã quan tâm tới chuyện của Lan. Nhưng mà thấy cái chuyện đó là chuyện cá nhân thôi, Dũng đừng có bận tâm nhiều quá. Không bận tâm, bạn bè mà. Nó nói chứ đừng có buồn nữa nha. Tôi nói bà nghe, 2 tỷ mất đi rồi thì mình tìm lại được. Còn bây giờ trước mắt á, là lo học hành đi. Còn người ta mà ăn giọng 2 tỷ của mình á, cũng không có đủ tiền uống thuốc đâu. Cảm ơn Dũng, Lan hiểu rồi. Mà chắc hết buồn không? Đã nói là Lan biết rồi mà, đừng có lo cho Lan nữa. Lan rất là cảm ơn tình cảm của mấy bạn quan tâm Lan. Cười lên cái coi. Cười công nghiệp quá bà ơi. Rồi thôi, vậy thôi tôi đi về. Ơ, khoan đã, vô miếng nước đi, trời nắng quá trời rồi. Cái câu đó đáng ra mình để lên trên. Mới tới là phải hỏi liền, hiểu không? Thôi nhà tôi có nước, khỏi làm phiền bà. Tôi về nha. Đừng có buồn nữa nha ông. Biết rồi mà. Thì chứ cái thằng quỷ này không biết nó đi đâu, tự nhiên nó kêu mình đợi ở đây. Không chừng nó đi bóc giác rồi nó kêu mình đợi á. Thôi đi đi, đừng có đợi nó. Ấn tiền chị ơi. Rồi, thằng này chắc chết linh lắm nè. Ê, bữa nào cho tao số đánh đề đi. Mới nhắc cái mày tới liền, mày chết linh lắm á thiệt á. Ê, quay lại. Hiểu mà, yên tâm đi. Vậy thôi. Tao chỉ đợi mày kêu lên thôi chứ mới là tao cũng đi lại à. Hiểu mà, kêu mày cho vui thôi. Sao rồi? Sao là sao? Thì nãy giờ mày đi đâu? Từ giờ tao đi đâu? Ê, thằng này dạ, trời. Xong hết rồi, giải quyết mọi chuyện xong hết rồi. Làm sao? Bây giờ mày đi toilet hả? Toilet ở trong đây, ở trong kia đi ra, không đi toilet. Ai biết, kêu giải quyết xong. Đi gặp Lan nói chuyện rồi. Rồi sao? Mọi chuyện im đẹp. Tao mệt quá, mày nói đại đi, mày lòng vòng hoài. Từ từ tao nói cho nghe. Đáng ra là cái chuyện nó giải quyết không thành công. Tụi bay lo lắng đúng không? Ừ. Qua bàn tay của tao,
nó đã đi vào một cái quỹ đạo của nó hết trơn rồi. Ngũ hành bắt quái trận nó sẽ không còn lọt ở đâu nữa hết. Nó gồm cái cõi trên cõi dưới vô nói chuyện rồi đó. Là mày nói gì vậy? Mà mày đừng có quan tâm, mày kể cái nội dung, cái cốt truyện đi. Thì nói chung là Lan vui lợi rồi. Tao qua tao nói xong vui hết trơn rồi. Nhưng mà mày nói sao? Thì cái vụ mà thiếm của Lan giật Lan 2 tỷ đó, nhớ không? Thì bây giờ qua bển nấu phiên đừng có buồn. Tức là kêu Lan cười lên, Lan còn cười lên, Lan cười nè. Cười vậy luôn hả? Vui vậy luôn. Nụ cười điện ảnh à? Có nụ cười đó như cười công nghiệp á. Tao thấy cười nè. Nhưng mà mày khuyên sao? Nó đừng có buồn nữa, rồi tôi kêu Lan đừng có buồn, Lan nói Lan không có buồn. Lan hết buồn vậy thôi, khuyên gì nữa vậy. Hay mà nói nghe nè, Lan còn dặn tao đừng nói ai nghe hết trơn, mà Lan hỏi tao là ai nói, tao nói mày với Yến nói. Ê vui không? Mày thấy bốn cặp mắt đang nhìn thẳng vào mày không? Chuẩn bị nó gom à. Có hai cặp mà bốn con. Bốn con lộn. Mày nói sao quá. Nó chuẩn bị nó gom lại ha. Cái nó bắn vô đây nè. Mà sao tự nhiên tao làm cái gì mà mày cũng... Nhiều chuyện quá. Để tao cái chuyện đó mà không đi nói được là sao hay thiệt á. Ủa kỳ trời. Sao tự nhiên tao làm chuyện tốt. Tao khuyên bạn bè sao tự nhiên ai cũng chửi tao hết trơn là sao. Làm tốt gì mà mày phải giữ bí mật chứ. Cái gì mày cũng nói ra hết. Không chứ, chứ giờ ba hỏi tao nói tao biết ai nói thì tao nói bà với ông nói thôi chứ ai nói. Ví dụ mày ba hỏi ai nói mày nói mày nói luôn. Ừ tự biết. Tao nói thiệt với mày. Tao là một người thông tường địa lý. Ở trên dưới đất gì cõi ba miền tao đều biết hết. Trong lòng bàn tay của tới tao giờ bà về tao chỉ cần đi. Bấm dài quẻ thôi. Ê đâu vậy? Đi đi về. Ơ ai trả tiền? Mày trả. Mày nói nhiều quá mày trả luôn đi. Quay. Tao chưa có bóc giác đâu có tiền. Ghi sổ. Tao chung. Lan Yến xin lỗi Lan mà. Lan có bất cứ chuyện gì Lan cũng chỉ nói cho một mình Yến nghe. Lan hy vọng rằng ngoài Yến ra không ai khác biết chuyện riêng tư của Lan hết. Tại Yến thấy Lan buồn quá cho nên mới nói với mấy bạn để có gì tìm cách. Mà không ngờ cái ông Dũng nó ông tài lanh quá. Không có gì đâu Yến. Chỉ tại Lan không có muốn người ta biết nhiều quá về chuyện gia đình của Lan. Hy vọng là mấy bạn không có bàn tán chuyện riêng gia đình của Lan nữa. Em biết rồi. Ê, Lan kìa, Lan kìa. Ê, Lan, nghe nói á, Lan bị mất 2 tỷ hả? Vậy ở nhà Lan còn mấy tỷ? Thôi, không có phải đâu. Tôi nghe nói là Lan bị giang hồ trấn lột mà. Thiệt không? Thiệt. Trời đất ơi, Lan ơi, Lan có biết 2 tỷ là nhiều lắm không Lan? Ủa mà Lan báo công an chưa? Trời ơi, 2 tỷ chỉ là con số nhỏ đó với Lan thôi. À, đúng rồi đó. Mất 2 tỷ ở nhà Lan còn mấy chục tỷ lận, lo gì? Rồi Lan kiếm được chưa? Hay là mất luôn rồi? Xin lỗi mấy bạn. Ủa là sao? Ủa mà Lan. Mà nhìn Lan như vậy á thì làm gì có tới 2 tỷ. Đừng có nói với mình là Lan là... Thôi đủ rồi nha. Ê. Mấy bạn á đừng có đem cái chuyện này của mình ra mà nói hoài như vậy nữa. Mình xin mấy bạn luôn á. Thôi đi giải tán đi. Ê, có tai nạn gì kìa? Cái gì vậy? Dạ, chắc không sao đâu. Con sao không con? Con coi tay chân có chảy máu. Trời ơi, chạy hết rồi. Dạ, không sao đỡ rồi. Mừng con đi xe mà được
Vậy dạ, được không con? Con đi được. Sao vậy là mừng rồi, con đi về đi. Nhớ nhìn bà nhớ nhớ con. Đi cẩn thận nha con. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ không? Trời ơi. Không có sao đâu ha. Thôi mình đi về đi. Đi về thì vẫn chưa chết. Đáng đời nó. Đúng là mạng lớn. Lần sau thì mày không còn may mắn như vậy đâu. Lan ngồi trên xe đi. Đợi Yến một chút. Mấy bạn làm như vậy á, làm sao từ nay á Lan dám đến trường học nữa. Cho Yến xin lỗi Lan nha. Yến cũng không ngờ là ông Dũng có nhiều chuyện vậy nữa. Lan không có trách gì Yến đâu. Nhưng mà thiệt tình Lan không có thể nào chịu nổi với mấy cái lời đồn đoán trong lớp mình. Lan mệt mỏi lắm rồi. Lan yên tâm đi. Ngày mai Yến sẽ vô Yến đính chính lại mọi chuyện cho Lan. Rồi mọi người sẽ không ai làm phiền Lan nữa đâu. Lan yên tâm đi nha. Thôi Yến đừng có làm như vậy. Yến cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Hy vọng là mọi người không có nhắc mấy cái chuyện này của Lan nữa. Trời ơi, đợi một chút. Đây. Sống giả, yêu giả, gì cũng giả, riết mệt quá. Có cà phê rồi đây. À, cà phê hả em? Nè, anh uống đi. Ừ. À, mà hôm nay anh có đi đâu không? Hay là ở nhà với em nha? À, anh bận công chuyện rồi. Em ở nhà hoài buồn quá à. Nghe hả? Chừng nào em về bến vậy? Cái gì? Anh định đuổi em hả? Đuổi đâu mà đuổi, thì thấy em ở đây hoài sợ ba mẹ em lo lắng. Lo lắng cái gì? Giờ này á mà thấy mặt em á, ổng bả sẽ chửi em cho mà thấy. Sao kỳ vậy? Cha mẹ em đang làm ăn thua lỗ. Ổng bả đang bực bội, tối ngày cứ la em là đi chơi hoài à, không phụ họ gì hết á. Thua lỗ? Sao mà thua lỗ? Em làm sao biết được. Nhà cửa ổng bả cầm cố ngân hàng hết rồi. Sau này chắc em phải qua đây luôn với anh quá. Có nuôi em nổi không? Nuôi em thì có gì đâu. Tình yêu của anh mà. Nhiệm vụ trách nhiệm của anh là phải lo lắng cho em. Thiệt không đó? Gặp em để làm gì? Anh nói đó nha. Lan. Hả? Lan nhắm Lan đi được không? Không được thì lên xe đi, tôi chở đi luôn. Không có sao hết mà, Lan đi được. Đây để tôi quay lại cho. Đây để đó. Trời ơi. Thôi lên xe đi. Đã nói là không có sao hết, Lan tự đi học được. Lan đi trước nha. Còn hỏi đòn hỏi đèn này nọ. Tôi hỏi chị là ai? À, tôi nhớ ra chị là ai rồi. À,
mà tôi cũng nhớ ra cô rồi. Tôi hỏi anh, cái cô này á là cái gì của anh? Sao chị vô duyên quá vậy? Tôi ở trong nhà này thì tôi là vợ của ảnh, chứ là gì nữa mà chị hỏi? Sao chị ngu quá vậy? Cô nói ai ngu? Tôi nói chị ngu chứ nói ai? Cô anh nói đi, chị ta là ai mà dám lớn tiếng với em hả? Bây giờ anh nói đi. Thôi được rồi, bình tĩnh. Chuyện đâu còn ở đó. Bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Em ngồi đi. Bình tĩnh. Ngồi xuống. Bây giờ chuyện đã đến nước này rồi thì anh cũng thú thật luôn. Đây là Lý, người mà anh hết mực yêu thương. Còn đây là Liễu, người yêu cũ của anh. Anh nói cái gì? Nghe không rõ à? Em chỉ là người yêu cũ thôi. Thì thời gian qua thì anh biết là em cũng buồn, nhưng mà anh nghĩ là miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu. Anh nói cái gì? Anh nói lại tôi nghe coi. Nói vậy mà nghe không rõ sao? Chúng ta không nên níu kéo để làm gì. Miễn cưỡng không có hạnh phúc, anh nghĩ tốt nhất là bây giờ em nên quay về với gia đình của mình đi. Được rồi, hôm nay tôi mới thấy được cái bộ mặt thật của anh. Vậy thì anh hãy trả lại tôi số tiền mà tôi đã từng cho anh mượn, 500 triệu không thiếu một xu. Ủa tiền gì? Sao lại có tiền bạc ở đây cả? Anh anh mượn tiền em để làm gì? Anh không phải nghèo khó gì đâu. Mà 500 triệu số tiền đâu phải là nhỏ. Nè, trước khi em muốn nói cái gì, em phải suy nghĩ cho kỹ, hoặc là phải có chứng cứ đầy đủ. Chứ em nói linh tinh lang tang như vậy thì ảnh hưởng đến uy tín của anh lắm, em biết không? Anh là đồ khốn nạn. Đồ khốn nạn, mất dạy. Đồ khốn nạn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chị ơi Ủa, cô giáo. Dạ, chào chị. Mời cô vào trong. Dạ. Cô giáo đến rồi nè. Dạ. Mời cô ngồi. Dạ, anh chào cô. Ừ, giỏi, cô chào con. Mời cô giáo uống nước. Dạ, cảm ơn chị. Cô Lan nè, từ tuần sau trở đi đó, cô chuyển sang dạy buổi chiều tối cho cháu được không? Ừ, tại sao vậy chị? Tại lịch học thêm mấy môn năng khiếu của cháu á, nó có chút thay đổi. Dạ. Vậy để em cố gắng sắp xếp thời gian để dạy cho em nó buổi chiều. Ừ, tôi cảm ơn cô. Thôi hai cô cháu học đi nha. Dạ. Hôm nay cô dạy cho con môn văn nha. Dạ. Nè, con lấy tập vở ra đi. Dạ. Hả? Mà con nè, tuần sau á con thi năng khiếu môn gì mà phải đổi giờ học vậy? Dạ, con không có học môn gì hết á. Tại tuần sau con... Mà có chuyện gì hả con? Dạ, con mà dạy con được một tháng á, là con hay rồi. Anh xin lỗi vì đã không dứt khoát như cô ta. Anh biết là bây giờ có nói gì em cũng không tin. Không phải em không tin anh, nhưng mà những gì em chứng kiến ở nhà anh đáng để cho em phải suy nghĩ. Anh đã dứt khoát với cô ta rồi, nhưng cô ta nhất định không chịu buông tha cho anh. Nhưng mà tại sao cô ta lại ở trong nhà của anh? Cô ta là vừa tới thì em cũng vừa tới. Anh không biết sao nữa.
Em thật sự không tin, mà em cũng không thể nào tin nổi. Lâu nay em luôn luôn nghi ngờ anh có người khác ngoài em, nhưng mà vì quá yêu anh cho nên em đã lơ đi mọi chuyện. Anh biết bây giờ có nói gì thì em cũng không tin. Thật sự thì trong lòng anh chỉ yêu có mình em thôi. Anh biết là đã làm tổn thương em. Thôi được rồi, để chứng minh cái tấm chân tình của anh, mình chia tay đi. Nhưng mà anh sẽ bán tất cả những gì anh có, nhà cửa đất đai anh bạc hết. Anh gửi em bao nhiêu tiền sẽ trả lại hết cho em, để anh không mang tiếng là anh là thằng sở khanh, thằng lợi dụng, thằng chỉ biết sống vào đồng tiền của em. Em không nghĩ gì nữa. Tiền đây. Anh đi trước đây. Anh sau này em không muốn thấy cái chuyện không vui như hồi trưa nữa đâu nha. Duyên nhắc lại chuyện cũ gì vậy? Anh cũng không muốn nghe nhắc mấy cái chuyện đó. Em cứ nhắc tới nhắc lui hoài, chia tay đó. Em biết rồi mà. Cô cần mua bánh gì ạ? Cô mua gì vậy cô? À, đây là mấy mẫu mới của bên con. Ví dụ như bánh hay là bánh con heo nè, hay là bánh bông lan màu tím. Dạ, cô thích cái nào thì con lấy cho con. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend. Hết chuyện hả? Tự nhiên giả ma chọc lên hả? Thì ở nhà chán quá, không có gì làm. Cái giả ma cái đứng trong góc mà thấy ai cũng đứng giống giống mình. Kệ, đi vô. Bẩn quá mà. Trời ơi. Đây, kiếm đâu ra cái giải này vậy? Không biết nữa, lục trong kho. Trời ơi, nhát ma tôi thôi, có cần đầu tư dữ gì không? Đi vô. Đứng tìm nè. Bánh cho Yến ăn nè. Trời ơi, có tiền không để dành, mua bánh cho tôi làm gì? Tại thấy tiệm bánh, bánh này ngon quá, mua cho Yến ăn thử.
Vậy tôi cảm ơn nha. Mà để ở đây lát nữa tôi đắp vô le xong rồi tôi ăn. Trời. À, dạo này á thấy Yến coi bộ điệu dữ nha. Không phải, tại vì cha Dũng lớp mình đó, tự nhiên cái ổng cứ nói tôi là xấu xí rồi da không đẹp này nọ, bực. Trời đất ơi, tưởng ai nói gì chứ Dũng hả, là người chuyên chăm chọc người khác, hồi lòng mà để tâm cái lời Dũng nói làm gì. Mà hỏi kệ, con gái mà thì cũng phải như là chăm sóc sắc đẹp cho mình chứ. À, dạo này tôi thấy bà đắt xô lắm rồi nha, dễ thêm nè, bán bánh nữa nè, hay quá. Thì Lan phải ráng cố gắng chứ, đi làm nhiều để kiếm được tiền, chứ không thôi á tiền đâu mà đóng tiền học. Cứ nhờ vả Yến hoài rồi Lan ngại lắm. Mà nói gì thì nói, làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe nghe chưa, chứ đang làm mà đổ bệnh ra mệt lắm đó. Biết rồi, biết là Yến lúc nào cũng lo lắng cho Lan rồi. Thôi ăn bánh đi rồi đắp dưa leo nữa kìa. Thôi đắp dưa leo rồi ăn bánh. Đắp không? Ăn bánh trước đi, người ta mua về cho ăn thử mà. Năn nỉ lắm mới ăn. Nè, Lan cũng ăn đi. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Mà thấy buồn thêm à. Có chuyện gì vậy? Anh ta không có thích mình. Sao mày biết? Thì là người trong cuộc á thì mới hiểu rõ nhất. Kỳ vậy ta. Một người thông minh, xinh đẹp như mày mà ổng không thích. Hay là tiền mà ổng có đâu, ổng đẹp không lắm. Ủa rồi mày chịu thua vậy luôn hả? Mày phải bằng cách nào đó chứ. Không lẽ mày im vậy luôn? Tao suy tính mấy bữa nay bù đầu rối cổ luôn mà không nghĩ được cách gì hết á. Mày có cách gì giúp tao không? Tao giúp mày hả? Ủa, phải giúp tao chứ. Ừ, nhưng mà mày cũng ít nhất mày cũng phải miêu tả là ảnh là người như thế nào chứ. Thì anh đó là một người đàn ông cực kỳ hoàn hảo, tao nhờ gì ảnh cũng giúp hết á. Nhưng mà buồn một cái, tao ngủ đi chơi á là một mực từ chối. Đưa điện thoại đây cho tao. Cái gì vậy? Thì cứ đưa đây, nhiều chuyện quá. Mày ngủ quá nè, tính làm gì vậy? Bí mật chút mà biết.
Xong rồi đó. Gian xảo lắm nha. Chị bỏ ra coi đi biết gì. Mội, tự nhiên dính vô ba cái vụ này chi cho nó bây giờ nó rắc rối, không biết làm sao luôn. Kệ nó đi, chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua thôi. Mệt quá. Tâm bình khí tịnh, mọi chuyện sẽ buông xuôi, nó sẽ qua hết thôi. Qua đi. Hít vô thật sâu, sâu nữa, sâu lúc cán luôn, rồi nín thở. Đừng thở ra, hãy giữ khí trong tâm. Mày khùng. Mày mới khùng á. Tao đang buồn mà mày cứ chọc tao hoài. Chuyện gì? Chuyện gì mà giật ngược giật xuôi tao ra đây? Chú gì? Tao dính scandal rồi. Cái gì? Scandal hả? Ừ. Mà chuyện gì? Nhiều chuyện. Giờ nguyên cả trường ai nói tao nhiều chuyện hết trơn á. Đi cái gặp. Ê, nhiều chuyện. Nghe là nổi điên rồi. Buồn quá, tao buồn luôn. Là cái chuyện của Lan hả? Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi, cái đó gọi là cái miệng hại cái thân của mày đó. Suốt ngày chuyện mày không có rành đâu, chuyện thiên hạ biết hết. Mày ra đây mày giúp tao, ra đây mày chửi mày rủa tao đâu. Rồi rồi rồi, để tao có cách giúp mày rồi. Ngày mai vô trường để tao huy động cả trường đứng cho mày xin lỗi từng người. Mày rảnh quá trời luôn á. Mày xin lỗi người có ngàn học sinh thì xin lỗi cho chết hả? Để chơi thôi mày ơi. Tưởng chuyện gì chuyện đó Lan có để bụng gì đâu. Bây giờ mày chịu khó mày gặp Lan rồi mày xin lỗi Lan là được à. Tao biết tánh Lan mà. Thiệt không? Thiệt. Tôi sợ bà giận tôi lắm mày ơi. Không có giận đâu. Lan hiền, dễ chịu, dễ thương lắm. Không có sao đâu. Nói yên tâm. Vậy đi. Trời, chuyện quan trọng là chuyện gì ông nội? Chuyện của Lan đó. Cái gì? Làm gì mày? Cái chuyện của Lan là chuyện quan trọng của mày đó hả? Trời đất ơi, vậy mày gọi điện thoại tao mày giật ngược giật xuôi, mày kêu tao tới đây, kêu tới lẹ đi, gấp lắm, không là mày chết. Tao không kịp dọn đồ, tao bỏ phòng tập rồi tao chạy tới đây. Trời ơi, chạy muốn hụt hơi tới đây rồi mày tưởng sao mày nói cái chuyện quan trọng nhất của mày là cái chuyện mà người ta nói mày nhiều chuyện hả? Trời ơi trời, thôi được rồi, tao có cách rồi. Tao về lấy kim lấy chỉ tao mai cái miệng mày lại cho mày khỏi nói nữa hết nhiều chuyện. Chứ mày nghĩ cái chuyện không quan trọng hả? Quan trọng cái gì? Tưởng cái gì là hết hồn à? Mày đi về ông nội, đói quá à nè. Alo, mày hả? Trời ơi, cảm ơn mày nhiều nha. Trời ơi, có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Chỉ cần mày nói một cái là anh Trung chạy qua chở tao đi học liền. Tao vui, ơi là vui luôn á. Thôi, lo chuẩn bị đồ đi kìa, để anh Như đợi. Tao xong hết rồi. Giờ anh nãy giờ nè. Kiểu này chắc tao á phải còn nhờ quân sư tài ba như mày giúp dài dài. Biết rồi, yên tâm đi. Tất nhiên rồi. Mày á hứa là giúp tao á nha. Chuyện thành tao sẽ trả công cho mày hậu hĩnh. Hồi hộp quá.